Kính chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh du lịch của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, đó là bãi đá Ông Địa. Bãi đá Ông Địa là một bãi biển đẹp bồ hoang sơ, có những mỏm đá nhô ra biển, tạo nên những hình thù độc đáo. Bãi biển này nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 9 đến 10 km, rất thuận tiện cho việc di chuyển. Trong video này, mình sẽ giới thiệu tổng quan về bãi đá Ông Địa, bao gồm cảnh quan thiên nhiên, địa điểm tham quan, hoạt động vui chơi giải trí tại bãi biển. Ngoài ra, mình cũng sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm du lịch bãi đá Ông Địa giúp các bạn có chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ. Nào, bây giờ bắt đầu nha! Xin chào mọi người, mình đang ở bãi đá Ông Địa, Mũi Né. Bây giờ buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp luôn. Hello, mua gì vậy? Mua cho anh đá bào luôn hả? Quay vô hôm nay luôn vậy? Dạ đang quay. Dạ chào chú. Chú chào con. Chú bán đây lâu chưa chú? Người này bán bãi bãi đông địa này là 10 năm. Cái người này là 33 năm. 33 năm. Cái nào mà bán 33 năm? Họ đó bán 4 năm bao miền Tây, giờ nghỉ thời gian bán kiểu chị, giờ mới bán lại bán cái gì. Dạ. Ủa anh có mua được chuyện không? Đi xuống quay đi chứ rồi lát lên. Lát lên mua hả? Mua đá bào rồi tay đâu ăn nhỉ? Chứ sao để kêu ăn nhỉ? Như này ngon, này ngon. Đây là gái, con gái Phan Thiết. Cái đây là Mũi Né. Em biết tại sao người ta gọi là Mũi Né? Anh hỏi em. À, anh hỏi em hả? anh đâu có nói anh biết đâu. Hồi xưa ở đây Mũi Né là do hồi xưa ở đây nó có một cái mũi đá nhô ra giữa biển á, xong là người dân người ta mới thấy đẹp quá, người ta hay ra đó nướng mà né ăn, từ đó nó có tên là Mũi Né. Xà lơ. Chứ ai biết sao nó có tên Mũi Né. Mũi Né là nó có cái mũi ra, người ta thường là dân đi biển, người ta vào đây để người ta né biển, ý là người ta né bão, cho nên từ đó là gọi là Mũi Né. Tào lao. Trời ơi, không tin lên mạng coi đi. Trên mạng sao mà bằng người ta dân biển ở đây mà. Thì không tin hỏi cô chú dân biển ở đây đi. Thì không? Hỏi thử. Em dân đây say không biết. Ờ. Vậy chứ tại sao ở đây gọi là bãi đá Ông Địa? Ở đây đá nhiều. Xong mà ở bên kia có cái miếu thờ Ông Địa nên người ta gọi là đá Ông Địa. Thì không? Thì cái này là đúng nha. Đúng cái không? Cái này không có xà lơ nè. Cái này nó đúng. À. Này phải hỏi lại không chắc. À, cái này đúng nha. Ở bên kia có miếu thờ Ông Địa thiệt mà. Bên nào? Ở bên kia. Rồi đồng ý. Thôi nước biển này đục dữ rồi. Hồi chưa là đi trước rồi, đi trước rồi. Chưa là trong lắm luôn á. Bây giờ dạ, thì có ngang, sáng anh đi ngang đây mà. Cái bãi đá mà người ta hay chụp hình là bãi đá này đúng không? Chơi gì mua cái thứ không thể ăn được, tay cầm rồi sao được ăn. Ở đây người ta đúng rồi, mua kem anh ăn được. Khách du lịch quá trời luôn. Ý là hôm nay là ngày thường á, cuối tuần ra đây chắc đông. Ở đây thật ra là ngày nào cũng đông. Nếu là mùa này còn không phải mùa như là mùa đen thì buổi chiều cho tới sáng là không có rồi, nhưng bản địa người ta vẫn ra đây để tắm biển. Cái này nếu mà trong mấy cái bức hình là người ta đâu có ra giờ này đâu, người ta ra buổi trưa nè. Quá rồi, lỗi rồi mà. Tại mình ra trễ. Tại mình ra trễ rồi. Chứ thấy chụp thấy nắng lắm. Đây nè. Sao
Và hôm nay tắt nắng sớm. Ủa đi đường nào đây? Đi đường nào? Này giống làng chài Mũi Né không? Ờ giống mà làng chài Mũi Né nó ở xa hơn. Bình thường lắm nhưng mà không có mai che á. Mặt trời lạ lắm. Không mà giờ nhìn vô cũng đẹp chứ mà. Góc này quay rất đẹp đi, chụp hình cũng đẹp. Ở cái khu anh quay lại để rồi. Ở cái đường cong này đẹp. Ta đứng góc này hả? Ừ. Hay ta đi, ta đứng ngược lại. Ngược lại cũng có. Thì mình đi lên. Cái này rất là rộng luôn á. Thường ta ra đây nó làm gì? Thì anh nhìn anh biết. Chụp hình thôi à hả? Tấm cũng này. Ở đây nó nếu mà tính ra là đông hơn Vũng Tàu đó chứ. Nhưng mà tại vì nó phải gãi dài mấy km á, từ Vũng Tàu như gom có một chỗ à, cho nên là hay nó đông hơn. Vũng Tàu là nó thành ra chủ yếu là tắm biển. Còn ở đây là khu nghỉ dưỡng. Gì chọc gì? Xi linh. Là của người Hoa. Đây. Hai bên nào cho chó. Khách du lịch quá trời. Chắc dọn nhà ra Phan Thiết ở. Đúng rồi, thường người ta chụp ta lấy mấy cái này nè. Đang chụp. Xấu vậy? Trời ơi, về mà xấu. Mặt không dữ vậy? Mặt hiền hòa lên coi nè. Rồi hiền rồi, hơi ngáo chút xíu. Đưa, thẳng đầu này, đừng nghiêng đầu nè, xấu trai nè. Mình không được đẹp trai thì mình phải biết là mình góc nào đẹp nè. Bây giờ mình auto không thấy mặt là đẹp nè, đó đúng rồi. Đúng rồi. Đưa tay lên trước ngực nè, ngầu 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 đét lên nè. Mặc dù là cũng không ngầu mấy đâu. Rồi. À, đi một vòng qua biển rồi mình bay lai cam đi. Hôm nay không có gió này bay được đúng không? Ở chưa gió nhiều quá chứ. Anh muốn đi xuống kia không? Xuống kia làm gì? Bên đó cũng đẹp đó. Đầu cái miếu ông địa nằm đầu. Kì đó. Đâu? Đó là miếu ông địa đó. Đâu? Cái này em. Chỗ cam cam này, cái mái cam cam đó. Phải không? Ừ. À đúng rồi, thấy rồi, thấy rồi. Tưởng đâu là cái đường này nó hình vòng cung, người ta nhìn giống cái bụng ông địa, nó gọi là ông địa chứ. Ồ bên này gái mặc bikini nhóc nè. Tại sao gái con gái lại thích chụp hình bên đây hơn bên kia? Bên đây chụp đẹp. Em là con gái em sẽ hiểu được tâm lý.
Gì? Đi vào bánh quay rồi ấy lên thumbnail. Chết luôn rồi. Này nước ngoài em phải đi chung chứ đi mình đâu quýnh anh sao? Ủa đi chung rồi sao nói chuyện với ta được? Anh đâu cần nói. Ủa là em nghĩ là bức bình phong á. Đúng vậy. Làm bức bình phong thôi. Trời ơi. Mấy ngày em nhìn bên phải kìa, ngay góc này, ngay góc này chụp đẹp hơn á hả? Ý là góc này chụp đẹp hơn, ở đâu thấy đẹp gì đâu ta. Điện thoại đâu rồi, đưa anh mượn. Em thấy cái quần của đứa nào bỏ kia kìa, quần gì cái quần không thấy quần, nó chưa chụp xong á, nó mới đi lên á. Đúng rồi, đây khi mình quay nhìn không có đẹp lắm nhưng mà đưa vô cái điện thoại thì nó lại đẹp hơn nè, hơi bị đẹp. Ăn gì mà đây ở khu này có gì ăn không? Cái khu này nè, chỗ bãi đá ông địa này nè, bánh chưng không rút ở đâu? Ngay chỗ nãy đường mình xuống á, đi lên ăn không? Đi nè, khi mà vô điện thoại đẹp lắm mọi người ơi, hơi bị đẹp luôn á. Đúng rồi, tại view mấy cái tảng đá này nhìn ở trong video thì không biết có đẹp không, nhưng mà khi mà đưa cái điện thoại lên chụp rất là đẹp luôn. Hả? Rồi trên thúng hả? Mấy cái thúng này nhìn nó cũng xinh. Anh đứng dựa tựa vô, đứng xuống tựa vô thôi, đứng tựa vô thôi, đúng rồi. Đừng có đứng dậy mà đeo quá. Đúng rồi. Hai, tạm biệt mọi người. Vậy là mình đã dẫn mọi người đi hết một vòng bãi đá ông địa. Nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.